chào quý anh chị, em là Thương đến từ công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát. Và hiện tại là Thương đang đứng tại một cái công trình đã sử dụng các tấm panel MF50 để thi công nhà xưởng sản xuất nước siro. Thì vấn đề là sản xuất siro nên nó có liên quan đến những cái yếu tố là về thực phẩm. Do đó thì cái công trình này cần được đáp ứng các tiêu chí về phòng sạch, về các quy trình nhà máy sản xuất. Nên là các anh chủ đầu tư ở đây đã sử dụng là tấm panel với cái bề mặt là để phẳng kết hợp cùng với các thanh phụ kiện ở phòng sạch. Thì các anh chị đã có thể thấy là hiện tại ở đây thì cái công trình của chúng ta là rộng khoảng 600m² và chia thành 7 phòng. Và từng phòng thì nó sẽ có cái độ rộng khác nhau. Mà hiện tại thì công trình này đã được thi công được 2 ngày rồi và đã hoàn thành được hơn 50%. Ở đây thì chỉ còn phần trần và hệ thống cửa là chưa hoàn thành thôi. Nhưng mà dự kiến là chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì cái công trình này đã hoàn thiện luôn. Và sau đó thì mới bắt đầu là chúng ta sẽ đổ epoxy phía dưới để hoàn thiện cái công trình và đưa vào sản xuất. Với 600m² mà chúng ta chỉ thi công hoàn thiện tất cả luôn thì chỉ trong vòng khoảng 2 tuần thôi. Chưa, cái đó là do em tính luôn cả cái phần sơn epoxy ở dưới, còn chỉ là nếu như mà chỉ là các tấm này thôi thì chưa đến 5 ngày. Thì các chị có thể thấy là sự tiện lợi của cái việc mà mình sử dụng các tấm panel để thi công lắp ghép, đúng không ạ? Các tấm này thì được cắt theo từng tấm là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là chiều dài nó lại được cắt theo yêu cầu của mình nữa. Và các tấm này nó có các ngàn lắp, các ngàn lắp ghép với nhau, nên là cái việc mình thi công rất là dễ dàng. Nếu như mà các chị có nhu cầu mà sử dụng thì đừng quên là liên hệ ngay với Thịnh Phát nhé. Còn bây giờ thì em xin mời quý anh chị hãy cùng theo chân em để tham quan cái công trình và cái khoảng cái khối lượng thực tế của công trình này như thế nào nhé. Vừa rồi thì em đã giới thiệu đến các
tất cả các anh chị là cái công trình sản xuất nước siro này thì mọi người cũng đã nhìn thấy rằng là cái công trình ở đây chỉ mới hoàn thiện là được 50% thôi, do thì bên em chỉ mới có thi công được 2 ngày thôi. Nếu như mà có cơ hội quay lại đây một lần nữa thì chắc chắn rằng em sẽ không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu đến quý anh chị công trình xưởng sản xuất này sau khi mà hoàn thành sẽ như thế nào. Các anh chị đừng quên rằng là hãy theo dõi kênh YouTube của Cách Nhiệt Thịnh Phát cũng như là những cái trang fanpage mạng xã hội khác của bên Cách Nhiệt Thịnh Phát để mình có thể là chiêm ngưỡng được nhiều cái công trình hơn, cũng như là biết được nhiều sản phẩm về cách nhiệt cách âm hơn, không chỉ là tấm panel mà còn về các loại vật liệu như là xốp cách nhiệt này hoặc là những cái phụ kiện thi công khác của bên Cách Nhiệt Thịnh Phát. Và nếu như các anh chị đang có nhu cầu sử dụng các tấm panel cách nhiệt cũng như là những các vật liệu cách nhiệt khác cho cái mùa hè nắng nóng sắp tới này á, thì đừng quên rằng là liên hệ ngay với Cách Nhiệt Thịnh Phát thông qua số hotline là 0903 659 678 để mình có thể là sở hữu ngay những cái vật liệu cách nhiệt cách âm tốt nhất cho các không gian nhà ở của mình trong cái mùa hè nắng nóng này nhé. Và hơn nữa là những cái sản phẩm này của bên Cách Nhiệt Thịnh Phát với giá vô cùng rẻ luôn, nên là các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là giá cả của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau ạ.